Phương Nam hội họ Phạm Đều Su Cana khi đi thi. Phương Anh out top 15 trong ngỡ ngàng. Thúy Vân gây tranh cãi suốt nhiều năm. Đối với chị á, cái cảm giác mà đáng sợ nhất nó là cảm giác hối tiếc, chứ nó không phải là cảm giác mình không đạt được thành công. Không hẹn mà gặp, trong làng giải trí Việt có ba người đẹp họ Phạm từng chinh chiến ở các cuộc thi nhan sắc tầm cỡ và đều làm khán giả cảm thấy nuối tiếc. Đối với người hâm mộ, nhan sắc, trí tuệ và kỹ năng của họ đủ để giành vương miện, chỉ tiếc rằng may mắn chưa mỉm cười với cả ba nàng. Phạm Ngọc Phương Anh. Sau đêm chung kết Miss International 2022, các fan sắc đẹp đã không khỏi bàng hoàng, bất ngờ trước kết quả. Chiến binh với profile siêu khủng như Phương Anh nhưng không thể ghi danh vào top 15. Trước khi đặt chân đến Nhật Bản để thi đấu, Á hậu Phương Anh từng có tới gần 3 năm để có thể tập luyện, trau dồi kỹ năng. Chưa dừng lại ở đó, cô còn có info cực khủng khi tốt nghiệp thủ khoa Đại học RMIT, giành học bổng thạc sĩ, thành thạo hai ngoại ngữ Anh, Pháp với chứng chỉ IELTS 8.0 và đang tiếp tục học thêm nhiều ngôn ngữ khác. Chẳng ai có thể ngờ, chiến binh mạnh nhất của Dì Dung, người được kỳ vọng sẽ mang về chiếc Crown Big Four cho Việt Nam, cuối cùng lại chẳng thể lọt vào top 15 chứ chưa nói gì đến ngôi vị Hoa hậu. Chưa hết tiếc nuối, khán giả lại cảm thấy thương cho Phương Anh khi chịu quá nhiều kỳ vọng lẫn áp lực từ người hâm mộ. Ngay sau cuộc thi, người đẹp đã chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân, gửi lời xin lỗi tới khán giả và cảm ơn những người thân yêu đã luôn bên cạnh ủng hộ, hỗ trợ cô trên hành trình đi thi quốc tế. Phạm Hương. Phạm Hương cũng từng để lại nhiều tiếc nuối trên đấu trường Miss Universe 2015. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, mỹ nhân Hải Phòng lên đường sang Mỹ để dự thi quốc tế cũng vào tuổi 24 giống như Phương Anh. Còn nhớ thời điểm ấy, cô tạo nên một cơn sốt truyền thông và là niềm tự hào của nước nhà. Đã rất nhiều năm, khán giả mới lại thấy một cô Hoa hậu truyền cảm hứng tới vậy. Không chỉ xinh đẹp, mà Phạm Hương còn đầy đủ những kỹ năng cần thiết, bản lĩnh, tự tin. Ai cũng mong rằng người đẹp sẽ làm nên kỳ tích cho nhan sắc Việt. Nhưng kết quả, Phạm Hương không có tên trong top 15. Điều này làm người hâm mộ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Song không thể phủ nhận, cô chính là nàng hậu có sức ảnh hưởng nhất nhì làng giải trí Việt, giúp lấy lại niềm tin và sự hứng thú của khán giả đối với các cuộc thi nhan sắc. Trở về nước với thành tích không đúng như kỳ vọng, Phạm Hương vẫn là cái tên đình đám ở làng giải trí. Cho đến khi chọn sang nước ngoài, cô vẫn được xem là hoa hậu quốc dân với lượng fan vô cùng đông đảo. Phạm Hồng Thúy Vân. Tuy giành thành tích cao ở đấu trường quốc tế, nhưng Phạm Hồng Thúy Vân lại chỉ giành ngôi Á hậu 2 tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nàng Á hậu này quá đủ tiêu chuẩn để trở thành hoa hậu và đại diện Việt Nam thi đấu Miss Universe. So với top 3 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm đó, Thúy Vân được nhận xét là out trình, nhưng ban giám khảo lại không cảm thấy vậy. Cho đến giờ, khán giả vẫn không ngừng tức cho Thúy Vân khi năm đó gặp quá nhiều khó khăn, thử thách, để rồi sau màn ứng xử ấn tượng trong đêm chung kết, cô ngậm ngùi nhận ngôi vị Á hậu 2. Điều đó đồng nghĩa, những suất tham dự cuộc thi quốc tế đều thuộc về Khánh Vân và Kim Duyên. Nhìn cô ngậm ngùi trên sân khấu, người hâm mộ vừa tiếc nuối vừa xót xa. Dù không đăng quang trong nước, nhưng Thúy Vân vẫn có thể chứng tỏ thực lực của mình ở một đấu trường khác. Cô nàng xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu quốc tế 2015, mang đến niềm tự hào cho Việt Nam. Đến nay, Thúy Vân cũng là đại diện Việt có thành tích cao nhất ở đấu trường này. Nhiều khán giả đùa rằng, dường như những mỹ nhân họ Phạm đều dính lời nguyền với vương miện và ngôi vị cao. Tuy nhiên, công chúng vẫn luôn nể phục và trân trọng hành trình của họ, cũng như những gì mà ba người đẹp đã cố gắng, nỗ lực vì nhan sắc Việt Nam.